cảm ơn các bạn đã đến với kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Kỳ án về April Millsap, tin nhắn cuối cùng và hành trình vạch mặt kẻ sát nhân. Vào một buổi tối mùa hè năm 2014, nữ sinh xinh đẹp April Millsap, 14 tuổi, đã bị cưỡng hiếp và sát hại dã man khi đang trên đường dắt chó đi dạo. Vụ án đã để lại nỗi ám ảnh u tối bao trùm lên ngôi làng nhỏ Amaza. Cuối cùng, nhờ vào một chi tiết mà nạn nhân để lại, thì cảnh sát đã hóa giải được vụ án tưởng chừng như hóc búa này. Cách thành phố Detroit, bang Michigan, Mỹ, khoảng 1 giờ lái xe về phía bắc, ngôi làng nhỏ bé Amaza là một vùng quê yên ả với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp. Cuộc sống nông thôn bình lặng nơi đây an toàn đến độ người dân có thể thản nhiên không khóa cửa mỗi khi ra ngoài. Có lẽ vì vậy mà sở cảnh sát địa phương cũng nhỏ y như ngôi làng ấy, khi cả sở chỉ vỏn vẹn có 2 thanh tra chính thức và 10 nhân viên bán thời gian. Sở cảnh sát hơn chục người ấy đang bảo vệ cho cuộc sống của 1.700 người dân. Tuy nhiên nhiều năm trôi qua, chẳng có vụ án ghê gớm nào khiến họ phải đau đầu phá án, chẳng có vụ án nào nghiêm trọng cần họ phải thực thi. Sự yên bình của làng Amaza bắt đầu thay đổi vào một buổi tối mùa hè tháng 7 năm 2014, khi April Millsap, một nữ sinh 14 tuổi dắt chó đi dạo và bị cưỡng hiếp, sát hại ngay trên đường về nhà. Được biết rằng, April Millsap là con một và vào năm xảy ra thảm án, thì cô bé đang sống cùng với mẹ mình là bà Jennifer và bố dượng David tại làng Amaza. Bên cạnh đó, đây là vụ án mạng đầu tiên ở làng trong suốt 41 năm qua và cũng là vụ án nổi tiếng duy nhất khiến Cục Điều tra Liên bang Mỹ và Cảnh sát bang Michigan phải bắt tay. Cả hai phải cùng vào cuộc khẩn cấp để truy tìm hung thủ. Theo đó, như lời bố mẹ nữ sinh 14 tuổi này chia sẻ, vào tối ngày 24 tháng 7, sau khi dùng xong bữa tối, thì April đã hào hứng thay quần áo, mang theo điện thoại và chiếc ba lô màu đen, sau đó đã dắt chú chó Penny yêu quý của mình để đi dạo xung quanh làng. Câu chuyện sẽ chẳng có gì để tiếp tục nếu buổi tối hôm đó April không đi bộ quá lâu so với mọi lần. Với linh cảm của người mẹ, thì bà Jennifer bắt đầu nhận ra sự bất thường và cảm thấy lo lắng. Sau đó thì bà đã nhanh chóng nhấc điện thoại lên để gọi con về nhà. Dẫu vậy, sau 4 lần cố gắng gọi điện lẫn nhắn tin, nhưng bà Jennifer vẫn không thể nhận được lời hồi âm nào từ April. Trong lúc rối trí, thì bà Jennifer tiếp tục gọi điện cho bạn trai của con gái, hỏi cậu bé rằng April có ở nhà cậu không, hay cậu có biết bạn gái đang ở đâu hay không. Đến lúc này, bạn trai của April mới kiểm tra tin nhắn trong điện thoại và kinh hãi nhận ra có một tin nhắn chờ đang sót lại. Tin nhắn ấy chính là của April. Cô bé đã gửi tin nhắn cho bạn trai khoảng 1 giờ trước với nội dung vô cùng đáng sợ rằng tớ nghĩ rằng mình suýt bị bắt cóc. Trong lúc bà Jennifer đang hoảng loạn về tin nhắn mà con gái đã gửi cho bạn trai, thì ông David là bố dượng của nữ sinh bỗng nhận được một cuộc gọi từ cảnh sát. Họ thông báo rằng xác chết lõa thể của April vừa được một người dân trong làng tìm thấy trong bụi rậm ven đường. Khi nhận được tin dữ, thì bà Jennifer dường như đổ gục ngay tại nhà. Theo lời của cảnh sát, vào buổi tối xảy ra án mạng, một người dân trong làng khi lái xe máy trên đường đã phát hiện chú chó Penny của April bị thả rông, đang chạy lang thang trên đường. Trông chú chó có vẻ như đang hốt hoảng và tìm người giúp đỡ. Khi thấy người dân ấy xuất hiện, thì nó đã ra hiệu kéo ông tới một bụi rậm ven đường. Tại đây, người đàn ông kinh hãi khi phát hiện thi thể của cô bé April và đã gọi điện báo ngay đến cảnh sát. Tại hiện trường nơi người dân thông báo, chẳng khó khăn gì để cảnh sát xác định đây là một vụ án cưỡng hiếp và giết người. Tuy nhiên, điều khiến họ ái ngại nhất chính là mức độ tàn bạo của nó. Áo của nữ sinh 14 tuổi đã bị xé rách và mở tung, quần của cô bị kéo tụt xuống tận mắt cá chân. Theo đó, một dấu giày lớn được tìm thấy ngay cổ cô bé. Có vẻ như tên hung thủ máu lạnh này đã dùng chân để đạp mạnh vào cổ khiến nạn nhân tử vong. Phó giám định y khoa Mary đã làm chứng rằng mẫu hoa văn trên đế giày của kẻ thủ ác đã in hằn nhiều lần lên mặt, cổ và phần thân trên của April. Để nhanh chóng tìm ra tên ác nhân và hóa giải vụ án, thì các nhà chức trách đã lùng sục khắp mọi khu phố, mọi nẻo đường của ngôi làng để truy vết bằng được đôi giày có dấu hoa văn tương tự. Thế nhưng, bất chấp mọi nỗ lực của họ, nhưng không một manh mối quý giá nào được trả về. Không cam chịu cảnh đi vào bế tắc, các nhà điều tra tiếp tục đến nhà từng người dân sống gần nơi xảy ra vụ án, mong rằng sẽ tìm được điều gì đó đáng giá. May mắn thay, một ngôi nhà trên cung đường nữ sinh dắt chó đi dạo có gắn camera và thu lại được một đoạn băng đáng ngờ. Gần 7 giờ tối hôm xảy ra án mạng, camera giám sát đã ghi lại cảnh một chiếc xe máy chạy vụt qua nhà. Trên chiếc xe máy đó chính là hình ảnh một cô bé giống với April đang ngồi ở phía sau và một người đàn ông kỳ lạ đang điều khiển chiếc xe ấy. Song song đó, một số nhân chứng đi bộ trên đường trong cùng khung giờ trên đã nhớ rằng họ trông thấy April ngồi trên xe máy của một người đàn ông trong độ tuổi tầm 30 đến 39 tuổi. Khi các dấu vết dần dần được lộ diện, trong một cuộc tìm kiếm đồ đạc bị thất lạc,
các nhà chức trách tiếp tục phát hiện chiếc ba lô đen cùng điện thoại mà April đã mang vào ngày em mất tích. Dựa vào dữ liệu trong điện thoại của nữ sinh, thì cảnh sát có thể xác định vị trí của nữ sinh từ thời điểm em gửi tin nhắn cho bạn trai đến khi qua đời. Tuy nhiên, điều bất ngờ nhất lại nằm trong một ứng dụng khác. Dữ liệu trong điện thoại của nữ sinh cho thấy, cô bé đã chạy rất nhanh hướng về nhà sau khi gửi tin nhắn cho bạn trai lúc 18h30 phút ngày 24 tháng 7 năm 2014. Điều đó làm các nhà điều tra nghi ngờ rằng có lẽ nữ sinh đã phát hiện ra có kẻ gian đang theo dõi mình từ đằng sau và cố gắng chạy nhanh để cắt đuôi hắn. Thế nhưng, cô bé không thể thoát thân vì kẻ thủ ác đã lái xe máy để bám theo phía sau. Tiếp đó, điện thoại của April chỉ dịch chuyển vài bước qua lại trong khoảng 15 phút. Điều này cho thấy đây là lúc nữ sinh chống cự với tên bắt cóc. Sau đó, điện thoại em tiếp tục di chuyển với tốc độ khoảng 20 km/h, đồng nghĩa với việc tên bắt cóc đã khống chế em thành công lên xe và chở nạn nhân đi đến hiện trường vụ án. Những phút cuối cùng của April được cho là khoảng thời gian nữ sinh tội nghiệp này đang chống chọi với kẻ bắt cóc. Hắn ta đã đập mũ bảo hiểm vào đầu của nạn nhân, kéo cơ thể bất động của em vào bụi rậm ven đường, sau đó xé quần áo rồi thực hiện hành vi thú tính. Sau khi thỏa mãn bản thân, thì hắn đã nhẫn tâm dùng chân để đạp April đến chết. Dẫu vậy, không có dấu vân tay, tinh dịch hay bất cứ thứ gì liên quan đến tên hung thủ giết hại April bị bỏ lại hiện trường. Do đó, cảnh sát chỉ còn cách xem lại hồ sơ những tên tội phạm từng dính líu đến các tội danh như hiếp dâm, quấy rối tình dục trong thị trấn, hy vọng sẽ có chút may mắn nào đó. Sau khi xem xét danh sách các kẻ tình nghi, thì cảnh sát đã phát hiện ra một nhân vật có vẻ là kẻ đứng sau vụ án nữ sinh 14 tuổi bị cưỡng bức và sát hại. Hắn tên là James Van Galis, sống tại thị trấn Wells gần đó, từng bị bắt về tội buôn bán ma túy. Thậm chí, tên này còn từng bị tống vào tù vì tội giao cấu với trẻ vị thành niên. Nghi ngờ của các nhà điều tra càng trở nên có cơ sở hơn khi trên hệ thống người dân đăng ký sở hữu xe máy, thì James cũng sở hữu chiếc xe máy có hình dáng tương tự chiếc xe được ghi lại trong camera an ninh của nhà người dân trên đường gần nơi án mạng. Trùng hợp hơn, vào tháng 7 năm 2014, chiếc xe máy ấy lại bị cảnh sát phát hiện bị bỏ trên núi, ngay sát hiện trường xảy ra án mạng kinh hoàng. Khi khám xét nhà nghi phạm, thì cảnh sát bàng hoàng phát hiện James có một người con trai với họ tên giống mình. Người dân xung quanh thường gọi hai bố con là James Van Galis bố và James Van Galis con. Giống với bố mình, thì James Van Galis con cũng là thành phần bất hảo. Hắn có hai lần bị cảnh sát bắt vì tội xâm nhập tư gia bất hợp pháp, không chu cấp nuôi con cho vợ cũ. Đặc biệt, so về độ tuổi lẫn vóc dáng kẻ nghi phạm qua camera và qua lời nhân chứng, thì James Van Galis con dường như mới đúng là kẻ mà cảnh sát đang tìm kiếm. Chính vì vậy, cơ quan công tố đã cáo buộc nghi phạm James Van Galis 34 tuổi về hành vi giết người cấp độ 1, bắt cóc và một số tội danh khác. Tuy nhiên, James đã một mực chối tội trong khi luật sư của anh ta cũng tranh biện rằng không bằng chứng nào cho thấy nghi phạm có liên quan tới vụ án. Dù rất khó khăn trong việc thu thập chứng cứ để vạch mặt kẻ thủ ác, nhưng các nhà điều tra vẫn xuất sắc trình bày những luận điểm đanh thép của mình, khiến James Van Galis còn hết đường chối cãi. Đầu tiên, cảnh sát biết rằng James Van Galis còn đã từng đặt mua một đôi giày Nike với kích thước tương tự như đôi giày kẻ thủ ác đã dùng để đạp April đến chết. Thế nhưng, khi khám xét ngôi nhà của James, thì đôi giày ấy đã biến mất. Dẫu vậy, James đã sơ ý không xóa một đoạn video ghi lại cảnh tượng anh ta đeo thử đôi giày trong điện thoại, khiến cảnh sát dễ dàng tìm kiếm thông tin về nó. Qua đó, các nhà điều tra khẳng định dấu giày đôi Nike ấy hoàn toàn trùng khớp với dấu vết được tìm thấy trên cơ thể của nạn nhân. Thứ hai, trong phiên tòa xử án, bạn gái của James đã tiết lộ một thông tin vô cùng giá trị. Cô đã thấy tận mắt bạn trai điên cuồng lau chùi thật kỹ chiếc mũ bảo hiểm vào tối mà nữ sinh 14 tuổi gặp nạn. Có thể, để chắc chắn xóa sạch dấu máu của April trên chiếc mũ ấy, James mới có hành động bất thường trên. Cuối cùng và cũng là bằng chứng chủ chốt, các nhân chứng đi bộ trên đường vào ngày xảy ra án mạng cũng xác nhận rằng James chính là người lạ mặt mà họ đã trông thấy lúc hắn đang tiếp cận với April trước khi cô bé tử vong. Thậm chí, có người còn tận tâm vẽ lại một bức chân dung đưa cho cảnh sát, mô tả vẻ ngoài của kẻ mà họ nhìn thấy. Vào tháng 2 năm 2016, phiên tòa xét xử James Van Galis diễn ra và kéo dài trong vòng 2 tuần hơn. Sau đó, hội đồng xét xử cũng sớm đưa ra kết luận bị cáo phạm tội giết người cấp độ 1, bắt cóc và một số tội danh khác mà bên công tố đã nêu ra trước đó. Thế nhưng, đến tận lúc tòa chuẩn bị tuyên án, thì James Van Galis vẫn ngoan cố khẳng định mình vô tội. Tất nhiên, lời biện hộ của James không thể lay chuyển được quyết định của bồi thẩm đoàn. Cuối cùng, thẩm phán đã tuyên bố James Van Galis với mức án tù chung thân không ân xá. Vào tháng 1 năm 2018, thì James Van Galis có kháng án và phiên phúc thẩm tiếp tục diễn ra sau đó. Tuy nhiên, thẩm phán vẫn tuyên bố giữ nguyên mức án của tòa sơ thẩm đã ban hành trước đó.
đây cũng là cái kết cho kẻ thù ác. Chỉ vì thỏa mãn hành vi thú tính của bản thân mà hắn đã nhẫn tâm giết chết cô bé chỉ mới 14 tuổi còn cả tương lai và cuộc đời tươi sáng ở phía trước. Kỳ án về quân nhi điếc, vụ biến mất bí ẩn của cô bé gốc Việt và sự thật bàng hoàng về kẻ sát nhân. Vào ngày 27 tháng 7 năm 2021 là ngày đánh dấu 23 năm kể từ ngày cô bé gốc Việt tên là Quân Nhi Đức đột ngột biến mất không để lại dấu vết khi đang trên đường đi học. Kể từ đó đến nay, báo chí Australia nói riêng và truyền thông quốc tế nói chung đã tốn nhiều giấy mực cho vụ án mất tích bí ẩn và kéo dài lâu nhất ở Australia này. Quân Nhi Đức sinh ra tại Sydney vào ngày 12 tháng 5 năm 1986. Mẹ em là người gốc Việt và cha là người gốc Hoa. Cả hai người đến Úc năm 1978 rồi kết hôn và sinh con. Quân Nhi có hai anh chị, anh trai tên là Sunny và chị gái là Tina. Năm ấy, cô bé Quân Nhi vừa tròn 12 tuổi. Em sống cùng gia đình ở một ngôi nhà ở vùng ngoại ô Granville, thuộc bang New South Wales, phía tây thành phố Sydney, Australia. Hàng ngày, Quân Nhi đến trường trung học nữ sinh Stratfield bằng cách tự bắt tàu từ Clyde tới Stratfield. Thế nhưng, ngày 27 tháng 7 năm 1998 là một ngày định mệnh bởi cô bé đã ra đi mãi mãi mà không hẹn ngày trở về. Hôm đó là sáng thứ hai, như mọi ngày, Quân Nhi khoác lên mình bộ đồng phục học sinh, thu dọn đồ ăn trưa và chào tạm biệt chị gái Tina, vẫn còn nằm ngủ trên giường. Sau đó mẹ của em là bà An dẫn con gái ra cửa trước để tiễn con đi học. Bà dõi theo bước chân của con cho đến khi cô bé rẽ sang con phố Factory Street. Quân Nhi đã đi đến trung tâm thư tín quốc tế Bưu điện Australia cách nhà khoảng 350m và chỉ còn cách nhà ga xe lửa Light, nơi em sẽ bắt chuyến tàu đến trường là 550m. Hình ảnh cô bé đã được một trong những camera của trung tâm thư tín ghi lại ở khoảng cách gần. Cảnh sát cho biết rằng, có một bóng người mờ được nhìn thấy trong một đoạn phim camera giám sát dài 8 giây khi ghi hình Quân Nhi, lúc đó cô bé đang đi ngang qua trung tâm thư tín ở gần nhà ga Light. Đoạn video mà cảnh sát thu thập được cho thấy bé gái đang đi bộ trên vỉa hè, thì một chiếc xe màu trắng tấp vào bên cạnh và đưa cô bé đi. Một nhân chứng cũng đã nhìn thấy một bé gái bước vào một chiếc xe màu trắng. Hôm đó, gia đình thì vẫn nghĩ Quân Nhi đi học bình thường còn cô giáo ở trường thì lại nghĩ cô bé vắng mặt do bị ốm. Nhà trường không hề liên lạc với phụ huynh thông báo về việc cô bé không đến lớp. Mãi đến tận chiều, khi không thấy Quân Nhi trở về, cha mẹ cô bé mới tức tốc đi tìm. Cảnh sát bang New South Wales đã nhanh chóng đưa ra thông báo tìm người đối với trường hợp mất tích của Quân Nhi. Hầu hết các phương tiện truyền thông chính thống trong thành phố Sydney đều đưa tin về sự biến mất của cô bé. Trong những ngày ngay sau đó, cảnh sát New South Wales cũng dựng một banner cảnh tại ga xe lửa Light, mặc trang phục như Quân Nhi vào thời điểm cô bé mất tích, mặc đồng phục của trường trung học nữ sinh Stratfield và phát tờ rơi có ảnh của Quân Nhi cho những người đi đường. Họ cũng thành lập lực lượng đặc biệt có tên Linny để điều tra trường hợp mất tích bí ẩn của Quân Nhi. Vụ mất tích của cô bé đã thu hút sự chú ý của dư luận ở Australia thời điểm đó. Đến nỗi mà, thủ hiến đương nhiệm lúc bấy giờ của New South Wales là ông Bob Carr, thông báo tăng phần thưởng cho người có thông tin về trường hợp của cô bé, từ 100.000 đô la Úc lên 200.000 đô la Úc, 3,3 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại. Đối với ông bà điếc, sự biến mất kỳ lạ của con gái là nỗi đau đớn không thể diễn tả thành lời và bằng mọi giá, ông bà phải tìm được con. Chính vì vậy mà ông Đức sẵn sàng bỏ ra hàng ngàn đô la Mỹ để đi khắp nước Úc, với hy vọng nhỏ nhoi là con gái mình chẳng may bị mất trí nhớ nên đi lạc ở đâu đó. Bất chấp những hồi ức cứ hiện về rõ mồn một, cả những đồ vật kỷ niệm trong căn phòng ngủ đầy đồ chơi của con gái khiến tim mình thắt lại. Ông bà điếc vẫn nhất định không chịu chuyển nhà đi nơi khác vì họ vẫn nuôi hy vọng mãnh liệt rằng một ngày nào đó con gái mình sẽ trở về an toàn. Họ khẳng định, cho đến khi nhìn thấy thi thể hoặc bất cứ thứ gì liên quan đến con thì họ sẽ không bao giờ từ bỏ hy vọng rằng cô bé có thể vẫn còn sống và sẽ trở về nhà. Trả lời phỏng vấn truyền thông, ông Đức nói, tôi vẫn cầu nguyện một phép màu sẽ xảy ra và con bé sẽ trở lại. Tôi đang đợi cảnh sát thông báo với chúng tôi rằng con còn sống. Quân Nhi biết đây là nhà của con bé và chúng tôi đang chờ con ở đây. Bà An đau đớn nói, nếu con bé trở về mà chúng tôi không đợi ở đây thì con bé sẽ không biết tìm chúng tôi ở đâu. Mặc cho nỗi mong mỏi của cặp vợ chồng già, sau 18 năm trôi qua thì câu trả lời mà cảnh sát có thể đưa ra chỉ là chúng tôi chưa tìm thấy cô bé. Trong những tháng sau khi Quân Nhi biến mất, cảnh sát đã nhận được một cuộc điện thoại kỳ lạ. Kẻ bí ẩn ở đầu dây bên kia nói rằng họ đã bỏ lỡ manh mối quan trọng và chỉ dẫn tới một con suối ở Granville. Tháng 1 năm 1999, nhân vật bí ẩn ấy lại nói các cảnh sát rằng các ông đang tìm kiếm không đúng chỗ rồi. Tiếp sau đó, trong một cuộc điện thoại khác, hắn lại chỉ dẫn cảnh sát đến một con đập ở phía nam vùng ngoại ô. Sau gần 20 năm,
cảnh sát tốn nhiều công sức và tiền của mà không tìm được thủ phạm thì bất ngờ ngày 20 tháng 11 năm 2016, thủ phạm bắt cóc và giết hại bé Quân Ni bất ngờ tới đồn cảnh sát Seri Hưu đầu thú. Kẻ đó không phải ở đâu xa xôi mà chính là gã hàng xóm, tên Vincent Tarantino. Hắn sống cách nhà Quân Ni chỉ chừng 700 mét. Tờ Australian thời điểm đó cho hay, tên Tarantino đã thú nhận với cảnh sát rằng hắn đã bóp cổ và giết hại Quân Ni. Hãng truyền thông Fairfax cho biết, không ai hiểu được nguyên do vì sao hung thủ lại ra đầu thú sau 18 năm lẩn trốn và giữ im lặng. Sau khi đầu thú, Tarantino đã hợp tác với cảnh sát để tìm kiếm thi thể của Quân Ni trong một bụi rậm ở Bunley Tops gần Wollongong, nhưng hài cốt của cô bé không được tìm thấy. Cảnh sát đã tìm kiếm suốt 3 ngày tại nhà cũ của Tarantino tại đường Grandview, với hy vọng có thể tìm lại được đồ đạc còn lại của Quân Ni. Thi thể của cô bé cũng đang được cảnh sát tiếp tục tìm kiếm theo lời khai của Tarantino. Tuy nhiên, sau 18 năm, rất khó để có thể xác định chính xác vị trí của thi thể. Về quá khứ của tên Tarantino, hắn từng là một cầu thủ thể thao được nhiều người hâm mộ. Hắn có một tuổi thơ khá êm đềm nhưng từ sau khi sự nghiệp trượt dốc, hắn chìm vào rượu bia và thuốc lá. Khi Quân Ni mất tích, cảnh sát từng nghi ngờ người đàn ông này nhưng lại không tìm được điểm khả nghi. Thời điểm đó, hắn sống cùng với bố đẻ trong một căn nhà gỗ lụp xụp. Trong phiên tòa diễn ra hồi tháng 3 năm 2018, tên Tarantino cho biết hắn đã dụ bé gái 12 tuổi vào trong xe của mình rồi trở về nhà của hắn, chỉ cách nhà cô bé có 700 mét. Được biết, mục đích ban đầu của tên này là bắt cóc Quân Ni để lấy tiền chuộc từ bố mẹ của cô bé. Nhưng vì Quân Ni liên tục làm ồn và la hét trong nhà của hắn nên hắn đã lỡ tay giết chết nạn nhân. Nhận thấy Quân Ni đã chết, hắn cho xác của cô bé vào chiếc thùng rác đặt vào phía sau xe tải màu trắng và lái xe đến một vùng đất vắng vẻ rồi vứt xác ở đó. Cho đến nay, cảnh sát vẫn chưa thể tìm được hài cốt của cô bé, bất chấp những cuộc tìm kiếm trên diện rộng. Trong một bài đăng vào ngày 19 tháng 4 năm 2021 vừa qua, tờ ABC News cho biết các nhà điều tra chưa có đủ bằng chứng để kết tội tên Tarantino dù hắn tự ra đầu thú. Tuy nhiên, thanh tra thám tử Andrew Mackay xác nhận Tarantino vẫn là một người đáng quan tâm trong vụ án. Việc cô bé Quân Ni Đức mất tích và nghi ngờ bị giết, đến nay vẫn còn là một vụ án mở đối với cảnh sát New South Wales, ông Andrew nói. Và vụ án đến nay vẫn đang được điều tra, làm rõ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Nếu thấy hay thì mọi người nhớ ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký kênh giúp mình nha. Video có thể còn nhiều thiếu sót, mong mọi người có thể đóng góp ý kiến bằng cách bình luận ngay phía dưới video giúp mình nhé.